Sau khi tin Jennie lập công ty bùng nổ khắp các diễn đàn, truyền thông xứ Kim Chi đã có tiết lộ mới nhất về hợp đồng cá nhân của các thành viên Blackpink với YG Entertainment. Chiều 23 tháng 12 vừa qua, Jennie đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi xác nhận thành lập công ty riêng mang tên Odalia, viết tắt OA. Bên cạnh việc hoạt động nhóm cùng Blackpink, cô nàng sẽ phát triển sự nghiệp cá nhân dưới sự hỗ trợ của công ty mới. Việc nữ rapper 27 tuổi rẽ hướng đã thu hút sự chú ý của truyền thông quê nhà. Mới đây, trang tin Business Post của Hàn Quốc đã có tiết lộ về tình trạng hợp đồng cá nhân giữa Blackpink và YG. Cụ thể, trang tin này cho hay có lo ngại rằng hợp đồng độc quyền cá nhân của ông lớn với từng thành viên Hắc Hường liên tục thất bại, thậm chí hoạt động nhóm có thể cũng sẽ bị cản trở không ít. Business Post cho biết thêm, theo thông tin từ làng giải trí, ngày 26 tháng 12, vì Jennie mở công ty riêng nên hợp đồng cá nhân độc quyền dành cho tất cả các thành viên mà YG Entertainment dày công hướng tới đã hoàn toàn thất bại. Truyền thông xứ Hàn nhận định có khả năng Lisa và Jisoo cũng sẽ thành lập công ty của mình theo cách tương tự trong tương lai. Ngoài ra có dự đoán rằng hiệu lực hợp đồng độc quyền nhóm với Blackpink công bố vào ngày 6 tháng 12 vừa qua có thể rất mờ nhạt. Điều này là do YG Entertainment phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của Blackpink, nghệ sĩ hàng đầu của công ty về mặt doanh thu. Trên thực tế, theo Hyundai Motor Security, tỷ trọng doanh thu liên quan đến 4 nữ idol vào năm 2023 ước tính là 63-75%, tỷ trọng lợi nhuận hoạt động ước tính là hơn 85%. Kim Hee Yong Jung, nhà nghiên cứu tại Hyundai Motor Security bày tỏ quan điểm, ngay cả khi hợp đồng độc quyền được thực hiện cho nhóm, việc giảm hiệu quả hoạt động là không thể tránh khỏi nếu hợp đồng độc quyền cho từng thành viên không được ký kết. Trong trường hợp gia hạn hợp đồng cá nhân với 3 thành viên, doanh thu liên quan đến Blackpink sẽ duy trì ở mức 70-80%, nhưng nếu thấp hơn thì doanh thu sẽ giảm mạnh xuống mức thấp nhất khoảng dưới 50%. Không thể tránh khỏi điều này sẽ được hiểu là tin tức tiêu cực lớn, ông cho hay. Có thể nói khi công ty quản lý của từng thành viên thay đổi, tần suất hoạt động của Blackpink cũng sẽ bị giảm đi. Điều này là vì khi chú trọng vào lịch trình cá nhân, các cô gái sẽ dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động riêng lẻ khác như diễn xuất và giải trí. Tại diễn biến khác có liên quan đến Jennie, em út Yuna của nhóm EXE đã gây ra tranh luận trái chiều khi lựa chọn ca khúc You and Me của nữ rapper 27 tuổi cho sân khấu FPS Gayo Daejeon 2023. Tại nhạc hội cuối năm của đài truyền hình Hàn Quốc FPS, FPS Gayo Daejeon 2023 trở thành tâm điểm truyền thông tối 25 tháng 12 khi quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nhóm nhạc K-pop đình đám. Những sân khấu được đầu tư công phu mang đến một đại tiệc âm nhạc mãn nhãn. Có rất nhiều nhóm nhạc Gen 4 lựa chọn cover lại loạt hit đình đám của tiền bối thế hệ trước, điển hình như tân binh Zero Base One cover của nhóm nhạc nam thế hệ đầu tiên Seski, bốn nhóm and team Boy Next Door, Rizzy, Rezo Base One hát Miracle của Super Junior, AF3 cover Myronic của tiền bối TVXQ. Đáng chú ý nhất phải kể đến sân khấu solo của Yuna nhóm EXE và Jeon Jun nhóm TXT với bản cover ca khúc solo của hai ngôi sao K-pop hàng đầu hiện nay, Jennie, Blackpink và Jungkook BTS. Thế nhưng phản ứng của khán giả đối với hai màn trình diễn này lại có sự khác biệt rõ rệt. Nếu như Jeon TXT được khen khi lựa chọn bản hit 3D của đàn anh cùng tập đoàn, thì Yuna EXE gây tranh cãi khi mang You and Me của đàn chị sinh năm 1996 lên sân khấu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng giọng của nữ idol 20 tuổi không phù hợp với ca khúc này. Một số khán giả còn nhận xét thẳng thắn nói chất giọng cô nàng chua chói, không đủ nội lực so với Jennie. Song ngoại hình và nhan sắc của Yuna lại là điểm cộng lớn cho màn trình diễn. Em út EXE khoe vẻ đẹp cuốn hút với gương mặt sắc sảo nổi bật trong mái tóc đỏ rực, cùng với đó là vóc dáng đồng hồ cát cực kỳ ấn tượng.